Báo giá làm nồi CBR, CB150R. Thì đầu tiên là sẽ gửi cho khách hàng một cái bản báo giá full luôn, nếu mà hư toàn bộ bộ nồi là bao nhiêu. Thì đa số trong đó là sẽ thay lá bố, sửa mặt nhôm và thay miếng ron. Đối với xe Winner không tán chuồng heo nha các bạn, bởi vì chuồng heo Winner nó sẽ có lò xo giảm chấn sẵn, cho nên các bạn không cần tán. Và sau khi báo giá xong chủ xe qua thì mời camera quay dùm anh lá bố và lá sắt. Các bạn thấy lá bố và lá sắt cháy rất là dữ không? Mặt nhôm ở đây là khuyết sọc nặng, không thể cứu được. Cái mặt nhôm này sẽ có hai cách xử lý. Một là nếu mà nó khuyết và nó sọc, trong trường hợp còn cho phép thì các bạn có thể đẩy bánh lén lại. Là các bạn hay thấy clip mình sửa mặt nhôm nha các bạn, là mình sẽ cứu lại đỡ tốn tiền. Còn ở đây là về phần tiếp xúc giữa mặt nhôm và lá bố, do chủ xe đi để cháy bố quá nhiều, nó lõm sâu luôn rồi nha, cho nên là mình không đẩy được nữa. Các bạn thấy phần lá bố là nó mất luôn, bắt đầu nó bằng luôn rồi nè, cho nên là không cứu được. Thì khi mình gỡ ra mình sẽ báo giá là chủ xe là thay lá sắt, thay lá bố và mặt nhôm này, mua lại mặt nhôm theo xe đó, và thay một cái bạc đạn. Thì đó, ở đây là tình trạng đồ ha. Thì chủ xe sẽ xem cái bill đó và chủ xe nói là chỉ thay cho anh lá bố thôi, không thay lá sắt, không thay mặt nhôm, không làm mặt nhôm luôn. Được không? Được, bình thường. Nhưng sẽ không bảo hành, không canh chỉnh, không chịu bất cứ gì hết, chỉ biết mở ra làm và tính tiền. Vậy thì chủ xe có đồng ý với điều đó hay không? Nếu đồng ý thì em mới làm. Rồi, đồng ý. Rồi, chủ xe đồng ý thì đồng ý thì mới làm. Thì bây giờ bắt đầu vô giải thích ha. Đầu tiên sử dụng là lá bố Indo, một là Indo, hai Thái Lan. Lá bố Indo là đúng đời xe này luôn nha các bạn. Bởi vì đa số những cái xe mà GTR, Sonic hoặc là xe bên này nó là Indo. Đó, rồi là một. Sẽ giải thích vụ lá bố trước. Lá bố cháy thì chủ xe là biết và cần thay nhất. Cái màu lá bố dinh á của xe Winner, Sonic, CBR là nó màu nâu. Là một lá bố mới là nó sẽ màu nâu như vậy. Còn này kêu là màu đen, là cháy đen thui thì sẽ là màu đen. Và bắt đầu kêu là mòn bố là làm sao? Mòn bố là các bạn sẽ coi được như vậy nè. Nó sẽ có một cái phần dày lên khoảng 1 gem đến 2 gem. Thử giả bộ đo thử sơ sơ thử là bao nhiêu gem nha. Nó dày lên là 0.45 mà. Đó. Còn bên này nè là nó mất luôn à. Đó, bên đây là còn 0.20. Là cái này là cố gắng đè xuống á. 1.4 á, 1.4 à. Là nó cho ra bề mặt phẳng, là kêu là mòn bố. Còn bên đây là còn bề mặt dày. Đó. Và nhiều cái trường hợp á là không có cần mà nó phải phẳng gì đâu, vậy là quá cháy rồi, cháy hư mặt nhôm rồi. Là các bạn cũng thay là đã được rồi. Thêm á, chủ xe có hỏi em á là lá sắt không cần thay được hay không. Ở đây các bạn cần lưu ý nha. Winner, Sonic, Saber rất khó chịu vào bộ nồi. Khi mà mở ra làm bất cứ tiệm nào, cái nồi đang trùng, cái tay bóp âm da các bạn đang trùng, khi mà làm lại chắc bắt buộc luôn là nó phải căng, thì căng ra hoài. Tới giờ chưa có làm gần như ẹt được. Anh em phải lưu ý điều đó. Ủa, lá sắt mới em cắt rồi hả? Để anh quay clip cho các bạn. Và các bạn coi là lá sắt này nè, là cháy rất là nặng. Đầu tiên đừng có tính về độ hao mòn, mà mình phải tính về là cái phần này nó chịu nhiệt. Chở xe, có chở một xe rim Hà Nội dọn mới vô tới ơi, coi chừng nó luôn đó nha. Ủa, phải rồi. Rồi thì bây giờ là tính về lá sắt tím nha. Là cái này là bị cháy. Lá sắt là nó đã bắt bố và bắt sắt, bắt bộ con. Thì bây giờ nếu mà nó cháy giờ nó đã mất cái bộ bắt của nó rồi. Rồi thêm một cái nữa các bạn coi nè. Ở đây là nó ăn không đều nữa, phần này ăn, phần này không ăn, cháy quá tím thành titan. Nếu mà đỡ lại thì anh em kêu mình chịu trách nhiệm và bảo hành sao mà chịu được, đúng không? Cho nên là sẽ không có phần đó. Rồi, cho nên là xe này là chỉ thay đúng lá bố và bộ phối bơm nước.
Thì về phần bộ phối bơm nước mình cũng sẽ giải thích cho các bạn luôn. Anh em nào mà đi winner hoặc đi sunnit, cái phần này nè, thấy bắt đầu nó ra nhớt, đổ mồ hôi thì cái đó là hư bộ cốt trong đây, là cái này bắt buộc luôn rồi, là phải thay. Còn nếu mà kêu là tận dụng xài lại hay gì được hay không, mình nói với bạn là không. Bởi vì khi mà mở ra cái này nó là cái siêu, hoặc là gọi là nó là cái sinh, thì không thể nào mà tận dụng xài lại được. Mình mở ra là nó sẽ rách. Cái loại này rất là mỏng, chỉ cần mà vô sai chút xíu thôi là nó đã xì nhớt tiếp và nó xì nước tiếp rồi. Đó, phốt mà. Và cốt vậy, cốt ở đây ví dụ đi lâu là nó bị khuyết vậy nè. Đó, thì bây giờ lát người mở ra các bạn sẽ hiểu. Rồi, là một phần bộ phối bơm nước. Phối bơm nước là chỉ là thay hoặc không đụng vô nó thôi. Ví dụ thay thì hết bị, chứ không có vụ mở ra là sửa sửa rồi vuốt vuốt lại là để cho nó không xì, là không có chuyện đó được. Bởi vì phốt là không có sửa, giống như ron vậy đó. Ví dụ ron á, ở đây mở ra không ráp thì xài lại. Còn nếu mà ráp vô mà có chảy nhớt thì vài bữa qua ron thay miếng ron mới, là tính tiền miếng ron mới, hết phim. Chứ ví dụ miếng ron mới mà kêu ráp hay gì kia chét keo lại là vài bữa nó cũng sẽ xì à, đúng các bạn. Rồi, là phốt nước là giải thích cho chủ xe rồi, lá bố là giải thích rồi, là chủ xe sẽ chọn hai phần đó, cho nên là sẽ giải thích hai phần đó thôi. Thì các bạn coi kênh em á, các bạn sẽ thấy có những xe winner hồi đó em làm bộ nồi không mà gần 10 cũ luôn các bạn. Cái đó là chính xác giá hãng và hãng cũng không có sẵn nha. Như anh trai này nè, anh vô hãng hỏi rồi đâu có lá bố đâu, đúng không anh trai? Hãng còn thua một tay nữa thôi chứ phải đặt hả? Còn em là có sẵn nè. Rồi bây giờ mình nói vô cái độ này đi nha. Một cái lá sắt zin á, độ dày của nó là ly 4. Thì khi các bạn kẹp vô như vậy nè, nó còn có 1 ly 3, vậy là mòn chưa? Rồi, giải thích đơn giản vậy thôi. Và giờ sẽ tiến hành ráp. Đó, thì bây giờ là ráp cái này á, lát nữa nếu có thời gian thì em mới quay vụ phốt nước này. Không có thời gian thôi, em có bộ cảo để cảo phốt nước ra và đóng phốt nước vô luôn nha. Cảm ơn các bạn.